Có lẽ là với nhiều người thì không còn quá xa lạ với cái bản quạt năng lượng mặt trời này nữa rồi. Cái quạt năng lượng mặt trời này là bản độ pin. Thiết kế của quạt được độ pin để thời gian sử dụng lâu hơn. Nó có thể lên tới được 20 giờ. Combo của quạt sẽ bao gồm là có một cái quạt này, một cục sạc này để đề phòng khi mà trời mưa ấy, mình không sử dụng tấm pin được thì mình có thể dùng cái sạc 220V này. Ngoài ra mình có một tấm pin thế này. Đó. Quạt thì được thiết kế với động cơ nâng cấp không chổi than, giúp cho quạt chạy êm và bền hơn. Cánh quạt thì là bằng inox này, mọi người nhìn thấy này. Cánh quạt thì bằng inox, nhìn trông rất là sang luôn. Khi mà mua combo quạt này thì gồm có quạt sạc 220V và một tấm pin, thì sẽ còn có được tặng kèm thêm một cái bóng đèn nữa nhé. Quạt này thì sử dụng khá là đơn giản thôi. Đây, bảng điều khiển bên đằng sau như này, on off. Muốn tăng giảm như thế nào thì mình chỉ cần ấn như này, cộng nó tăng. Sử dụng cực kỳ đơn giản ấy. Giả thì mình ấn trừ thôi. Với những người mà chưa dùng lần nào cũng có thể điều khiển nó một cách dễ dàng luôn này. Động cơ không thổi than cho nên là quạt nó chạy êm và bền. Cực kỳ êm và bền luôn này. Con này sử dụng siêu tiết kiệm điện.